Khuya ngày 13 tháng 9, Bộ Công an có điện gửi Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an các địa phương về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đặc biệt là đối với loại hình chung cư mini. Theo đó, trực tiếp tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn cho 100% hộ gia đình, người làm việc tại các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Xây dựng, khẩn trương hoàn thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ bảo đảm tiến độ, chất lượng,